Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình thứ tư ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. Sáng nay, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tổ chức lễ ra quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Tin quốc tế. Theo thông tin mới nhất mà cảnh sát Mỹ cho hay, trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, có một phụ nữ gốc Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán tài chính ngân sách năm 2018, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm và tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng nhân dịp Tết Trung thu. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí đã thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh, chúc các em có một mùa Trung thu vui vẻ, hạnh phúc như các bạn đồng trang lứa. Phó Bí thư bày tỏ mong muốn các em rèn luyện tốt, chăm ngoan để sau này hòa nhập cộng đồng, động viên các thầy cô giáo nỗ lực giúp đỡ các em vượt khó. Cũng dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã trao quà Trung thu cho các em. Được biết, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng trước đây là trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, chuyên hỗ trợ giáo dục trẻ khiếm thị. Sau khi chuyển thành Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập, đã mở rộng đối tượng hỗ trợ giáo dục đối với toàn bộ trẻ khuyết tật. Hiện trường có 214 học sinh với 23 lớp học từ mầm non đến tiểu học. Trung tâm không chỉ dạy kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống, dạy nghề cho các em. Những năm qua, trường đã có nhiều em học sinh hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, sáng nay trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cùng các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy và Ngô Thị Kim Yến đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Sơn Trà. Báo cáo với cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cho biết kỳ họp thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến 23 tháng 11, dự kiến sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, đồng thời cho ý kiến 9 dự án luật khác. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét thảo luận và quyết định các nội dung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch dự kiến năm 2018, xem xét báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri quận Sơn Trà đặt nhiều kỳ vọng kỳ họp sắp tới của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề như cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, phải mạnh tay thu hồi tài sản sau khi xử lý tham nhũng, phải kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản. Cử tri cũng đề nghị xem xét lại việc tăng thuế giá trị gia tăng, xem xét điều chỉnh một số nội dung trong luật đất đai. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn nữa đến các vấn đề dân sinh bức xúc hiện nay như an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, đề nghị giải quyết một số bất cập trong công tác giải tỏa đền bù. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận Liên Chiểu trước kỳ họp thứ 14. Trước kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo các nội dung cơ bản của kỳ họp thứ tư sắp tới và các thông báo những vấn đề cử tri quận Liên Chiểu quan tâm đã được thành phố và các bộ ngành trung ương trả lời. Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri quận Liên Chiểu tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến kiến nghị về nhiều vấn đề chung của đất nước, của Đà Nẵng và của quận. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và sẽ nêu tại kỳ họp sắp đến và sớm có phản hồi kịp thời đến bà con cử tri. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng gồm ông bà Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ. Cùng dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo với cử tri về thời gian diễn ra kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 14, dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến 23 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và kết quả giám sát khiếu nại tố cáo của công dân. Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Sau kỳ họp thứ 3, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp tổng cộng 31 lượt công dân, nhận 96 đơn thư, trong đó đã xem xét giải quyết 82 đơn, nhận phản hồi đối với 35 đơn, đạt tỷ lệ 51,47%. Cử tri quận Cẩm Lệ đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thời gian qua, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Cử tri quận cũng kiến nghị nhiều vấn đề nổi cộm và bức xúc như những bất cập trong luật phòng chống tham nhũng, luật đất đai, bất cập trong quản lý doanh nghiệp, giám sát kê khai tài sản, tịch thu tài sản tham nhũng, công tác cán bộ còn thiếu minh bạch. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn nhiều đến tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng tràn lan trên địa bàn, mong muốn giải quyết chế độ chính sách kịp thời cho người có công, thương bệnh binh. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng gồm các đại biểu Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố, Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hải Châu. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo nội dung kỳ họp tới, có 9 cử tri tham gia góp ý vào 21 vấn đề liên quan đến việc cải tổ bộ máy nhà nước, công tác cán bộ, quy hoạch xây dựng nhà cao tầng, đầu tư nhiều hơn cho công tác giáo dục và y tế, chế độ chính sách đối với người có công, quản lý sử dụng đất quốc phòng, v.v., đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều ý kiến cho rằng phải làm mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để mà dân tin hơn, nhân dân tin hơn. Bởi vì cái này á mà cứ làm lơ mơ là không được. Tôi thấy vừa rồi xử lý kỷ luật như thế rồi cảnh cáo cách chức rồi đó, cách các chức vụ rồi gì đó, cơ bản đấy phải thu hồi chứ được cái tài sản, bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa, bao nhiêu tiền lấy được của dân thì phải trả lại cho dân, mà thu hồi cái đó lại thì cái đó dân mới tin hơn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng gần đây chuyển biến tích cực hơn, song không nên xử lý theo kiểu cách chức cán bộ đã về hưu. Cần phải có giải pháp hợp lý hơn và phải thu hồi tài sản tham nhũng mới tạo được niềm tin trong nhân dân. Vấn đề cấp phép xây dựng nhà cao tầng thiếu quy hoạch cũng là vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri kiến nghị nên nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải làm một để không gây chồng chéo. Nhà cao tầng phải có quy hoạch. Tức là trên bản đồ mỗi một đô thị là phải có quy hoạch, chỗ nào đáng làm nhà cao tầng, chỗ nào không đáng làm nhà cao tầng phải có trước và phải thông qua các cái hội đồng chuyên môn, rồi thông qua ý kiến nhân dân và thành kết luận của hội đồng nhân dân, rồi sau đó mới cho phép, để tránh tình trạng là bạ đâu cho phép đấy. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cảm ơn tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri, đồng thời đoàn sẽ tổng hợp nội dung, chuẩn bị tốt cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 150 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Lớp bồi dưỡng tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tổ chức giám sát của Hội đồng Nhân dân, những nội dung cơ bản của luật ngân sách nhà nước năm 2015, kỹ năng tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình ban hành chính sách ở địa phương, kỹ năng phân tích, quyết định chính sách phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân không chuyên trách. Đây là những nội dung cơ bản cần thiết nhằm trang bị cho đại biểu Hội đồng Nhân dân một số kỹ năng trên các lĩnh vực hoạt động của Hội đồng Nhân dân, giúp cho đại biểu nâng cao năng lực hoạt động của mình và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Thưa quý vị, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 10 tới là sự kiện hàng đầu bên lề tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Đây là dịp để quảng bá tiềm năng, cơ hội và các chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và cộng đồng doanh nghiệp không ngừng được mở rộng,
Công nghệ thông tin cũng được xem là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua và là lĩnh vực thành phố ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian đến. Đà Nẵng lựa chọn cái lĩnh vực về công nghiệp phần mềm nội dung số và các cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, trong đó đặc biệt là cái việc cái rằng là đầu tư, kêu gọi các cái nhà đầu tư vào trong những cái lĩnh vực mà ví dụ như điện tử, ví dụ như rằng là sản xuất các cái thiết bị để phục vụ cho tự động hóa. Bên cạnh đầu tư về hạ tầng, thông thoáng về chính sách nhằm thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghệ thông tin, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin thụ hưởng các cơ chế, nguồn lực tài chính, thuế, v.v., thành phố Đà Nẵng còn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung để tạo không gian mặt bằng cho doanh nghiệp công nghệ thông tin. Tôi cảm thấy rất ấn tượng về các khoa công nghệ thông tin tại Đà Nẵng. Chất lượng đào tạo rất tốt và có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Điểm thứ hai mà tôi cảm thấy rất ấn tượng đó là chính quyền thành phố luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Đây là điểm khác biệt hẳn của thành phố Đà Nẵng so với các thành phố khác tại Việt Nam. Nhiều các cái cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này đã được ban hành. Lý do thứ hai là Đà Nẵng cũng đang xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm số 2. Khi các khu này hoàn thành, sẽ đầy đủ các cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp lớn hoạt động. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tối đa sự phát triển của công nghiệp công nghệ thông tin để đưa ngành này sớm trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố trong tương lai. Còn một tháng nữa là đến tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây là giai đoạn Đà Nẵng huy động tổng lực cho công tác chuẩn bị chào đón sự kiện trọng đại này, trong đó có việc cải tạo vỉa hè, trồng cây, tạo cảnh quan. Đường Nguyễn Văn Linh nối từ sân bay Đà Nẵng đến đường Võ Văn Kiệt thông ra biển là tuyến đường chính phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã chỉ đạo cho Tổng Công ty Sông Hồng khẩn trương thi công cải tạo vỉa hè hai trục đường Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh. Theo cái tiến độ là 30 tháng 10, nhưng mà trong thực tế thì là cái thi công ấy thì là Tổng Sông Hồng cũng chỉ đạo rất sát sao cho công việc, là nó là công việc mang tính cấp bách, cho nên là nhà thầu sẽ dồn hết nhân lực vào để thi công, thì đến giờ thì cũng được trên 90% rồi, thì tầm 3 ngày nữa thì là cũng hoàn thành về công tác xây dựng. Tổng nhân sự công ở đây là 130 người để làm những cái mà là làm ngày làm đêm luôn để kịp tiến độ. Hai bên tuyến đường nhánh bờ đông cầu Rồng, công nhân đang trồng cây huỳnh liên và nén hoa để chờ nở đúng dịp tuần lễ APEC. Cây cò bạc này, mặc dù giá tiền đắt đỏ gần 20 triệu đồng một cây, nhưng vẫn được thành phố đầu tư trồng để tạo điểm nhấn. Đối với vỉa hè có tường bao thẳng, được chọn trồng cây trúc cần câu, lan rễ quạt, cây trên biển và cỏ lá gừng. Như vậy, tuyến đường Võ Văn Kiệt cơ bản đã hoàn tất. Đơn vị thi công đang tập trung cho tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Anh em xác định là làm với tinh thần nhiệt tình để đạt tiến độ công việc. Ban ngày làm thời gian ban ngày rồi làm thêm tăng ca ban tối. Trời mưa anh em vẫn làm bình thường, trừ trường hợp mưa to quá thì anh em nghỉ một chút, xong là nó ngớt mưa thì lại mặc áo mưa làm. Vì tiến độ nó đòi hỏi thì anh em. Đà Nẵng có 21 tuyến đường chính được cải tạo phục vụ tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới, giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng thực hiện. Thành phố cũng giao Công ty Công viên Cây Xanh phối hợp với Ban đảm bảo cây xanh mỹ quan cho thành phố, thường xuyên chăm sóc, bó vỉa, không để cỏ mọc trên vỉa hè, đầu tư trang trí hoa, thảm cỏ, dọn vệ sinh các hố trồng cây, bồn cây phân cách trên các tuyến đường nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào đầu tháng 11.
Sáng nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tổ chức lễ ra quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, lễ ra quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 là một trong những sự kiện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân cũng như cán bộ chiến sĩ trong tác đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thiện các phương án ứng cứu, sẵn sàng thường trực chiến đấu, đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lễ ra quân huy động sự tham gia đầy đủ của các đơn vị phòng cháy chữa cháy trực thuộc, các xe chữa cháy chuyên nghiệp diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã rà soát lên kế hoạch đảm bảo an toàn cháy nổ và cứu hộ cứu nạn tại các địa điểm diễn ra hội nghị cũng như nơi ăn nghỉ của các đoàn đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chúng tôi, ngoài cái việc tổ chức xây dựng và thực tập phương án, thì chúng tôi còn tổ chức đảm bảo ứng trực ở tại các cái địa điểm diễn ra trên địa bàn của APEC, của thành phố, và chúng tôi cũng tổ chức thường trực ở tại các đơn vị để sẵn sàng chi viện và hỗ trợ cho các đơn vị khi có sự cố xảy ra. Lễ ra quân lần này còn là dịp để huy động đông đảo người dân tham gia vào các hoạt động thiết thực về phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư. Xác định rõ công tác phòng ngừa và đối phó với hỏa hoạn là trách nhiệm của toàn dân. Từ đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy cơ sở, hạn chế thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hôm nay là Ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy. Luật Phòng cháy chữa cháy đã quy định rõ phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi gia đình, đặc biệt là của chủ hộ. Chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng phong trào đôn đốc người dân. Cơ quan phòng cháy chữa cháy chỉ là đơn vị tham mưu, chứ không thể đủ lực lượng để bao quát đến từng hộ dân. Do vậy, mỗi người dân cần tự đề cao ý thức trách nhiệm với chính tính mạng của mình và những người thân trong gia đình. Chuyển sang các tin tức khác, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi một năm cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm công văn báo cáo Chính phủ đề xuất lùi thời gian triển khai chương trình sách giáo khoa từ năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020 trên toàn quốc. Lộ trình áp dụng chương trình mới cho các cấp học cũng được kiến nghị điều chỉnh, thay vì triển khai cho cả 3 cấp, lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Ngay năm đầu tiên, năm học 2019-2020, chỉ học sinh lớp 1 học chương trình mới. Theo phương án sắp xếp trong đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020, đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, Sở Y tế thống nhất với Sở Nội vụ sáp nhập 6 đơn vị thuộc khối y tế dự phòng và y tế cộng đồng, gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng chống HIVS, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe và Trung tâm đào tạo cán bộ y tế để thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Thưa quý vị, thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phục vụ đô thị. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Hòa Vang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quy hoạch 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kêu gọi đầu tư, triển khai mô hình rau thủy canh với diện tích 1.500m² tại xã Hòa Phú và Hòa Ninh, thành lập hợp tác xã rau củ quả Hòa Vang và hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm rau sạch Ninh An, xã Hòa Nhơn, hoa cây cảnh Vân Dương, xã Hòa Liên, tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 9 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Hòa Vang sẽ đưa vào hoạt động các mô hình hoa ứng dụng công nghệ cao tại Dương Sơn, xã Hòa Châu và Gò Giảng, xã Hòa Phong và rau sạch công nghệ cao tại xã Hòa Khương. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư một số mô hình chăn nuôi trồng trọt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ xả súng đẫm máu
tại Las Vegas, bang Nevada của Mỹ. Ngày hôm qua, cảnh sát Mỹ đang tập trung điều tra động cơ gây án của hung thủ và cho rằng đối tượng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ tấn công này. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, thì trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, có một phụ nữ gốc Việt. Các nguồn tin sở tại cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một người phụ nữ gốc Việt là cô Michelle Võ, 32 tuổi, cư dân thành phố Las Vegas, là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Trước đó, cô học trung học ở thành phố Indepensi, thành phố San Jose, bang California và trường đại học California Davis. Trong khi đó, lực lượng chức năng đang tập trung điều tra động cơ gây án của hung thủ Steven Paddock để làm rõ nguyên nhân vì sao một nhân viên kế toán về hưu có lý lịch khá trong sạch lại có thể mang một lượng lớn vũ khí tới khách sạn Mandalay Bay và thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử của nước Pháp hiện đại. Mặc dù tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận Paddock là một trong những chiến binh của mình, song cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bác bỏ thông tin này, khẳng định chưa tìm thấy bất cứ liên hệ nào giữa hung thủ với IS. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cáo buộc chính quyền vùng lãnh thổ Catalonia kích động nổi loạn sau khi những người biểu tình gây áp lực với cảnh sát được triển khai tới khu vực này nhằm ngăn chặn việc tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của vùng Catalonia. Trong một tuyên bố, thì Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido đã cáo buộc chính quyền Catalonia đang kích động người dân tại khu vực này nổi loạn trên các đường phố. Do đó, chính quyền trung ương sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn mọi hành động tấn công. Hiện nhiều người dân địa phương đang gây sức ép nhằm buộc cảnh sát quốc gia phải ra khỏi các khách sạn ở Catalonia. Không chỉ vậy, những người biểu tình còn tuần hành bên ngoài các đồn cảnh sát ở Catalonia. Trong một bước đi nhằm giải quyết căng thẳng sau cuộc trưng cầu ý dân của người quốc tại miền Bắc Iraq, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày hôm qua đã kêu gọi hợp tác quản lý chung tại một số khu vực mà chính phủ và người quốc đều tuyên bố kiểm soát, với điều kiện Baghdad có toàn quyền trong thỏa thuận này. Đề xuất kêu gọi hợp tác quản lý chung được Thủ tướng Iraq đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, mục đích chủ yếu là nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa chính phủ và khu tự trị người quốc tại vùng Kirkuk, khu vực nhiều dầu mỏ và đa sắc tộc. Giới phân tích nhận định, các hoạt động kinh doanh cần đến ngoại tệ cùng với các lao động ngoại quốc tại khu vực người quốc và những người thường thanh toán và chuyển tiền bằng đô la Mỹ sẽ là những đối tượng bị tác động nhiều nhất bởi các biện pháp này. Phần cuối chương trình là một số tin tức văn hóa nổi bật. Nhà thiết kế thời trang người Anh Stella McCartney đã khuấy động sàn diễn thời trang Paris 2017 với những thiết kế mang phong cách thời trang. Trong những năm 1980, McCartney đã khéo léo pha trộn các yếu tố trang phục hàng ngày với những chất liệu bồng bềnh, lụa bóng vào các thiết kế của mình. Tuần lễ thời trang Paris 2017 thu hút sự tham gia của các ông lớn trong ngành thời trang như Dior, Chanel. Đây là sân chơi giúp cho các nhà thiết kế phát triển những ý tưởng táo bạo nhất và đưa những ý tưởng ấy vào hiện thực với những người yêu thời trang. Tại Hồng Kông, Trung Quốc đã bắt đầu những hoạt động tưng bừng của lễ hội Trung thu truyền thống. Nổi bật trong đó là màn múa lân nhang đặc sắc thu hút sự quan tâm của cả người dân địa phương và rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Rồng nhang được bện bằng cỏ khô dài hơn 70 mét và do 300 nghệ sĩ điều khiển. Trên đầu, thân và mình rồng vốn đã cắm vô số nhang hương và số lượng nhang được tăng thêm rất nhiều khi diễu hành qua các đường phố. Người dân địa phương tin rằng rồng nhang có phép thuật xua đuổi tà ma, làm tiêu tan bệnh tật và mang lại may mắn. Phố Nóng Bon, bản Phở Xây, quận Xe Xe Thả, một trong những con phố nằm gần sát trung tâm thủ đô Viên Chăn. Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết Trung Thu của người Việt là các gia đình ở đây, dù đang buôn bán hay sản xuất mặt hàng gì cũng đều tạm gác lại, chuyển sang nhập bánh và đồ chơi Trung Thu từ Việt Nam về bán cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào. Vào dịp Tết đoàn viên, người ta thường tặng cho nhau những chiếc bánh Trung Thu với ý nghĩa chúc cho mọi điều trong cuộc sống được tròn đầy, viên mãn. Chính bởi điều này mà bánh Trung Thu là món quà có giá trị tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết Trung Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.